来丢个来搞一下。我呢？冇。哦，有人仲好鬼停多碌几架，仲特别得意人就。Trời ơi cuộc đời bế tắc không có ai coi sao mà chịu héo đầy hát đi mình không nghĩ là vịt nhây như này đâu vì like nó thảo quá béo quá béo quá thì cảm giác chỗ này là mọc ra chứ có trường hợp như người ta cạo chỗ này rồi đó và cái chén nó thấp quá cào nó cao cái chén này nó hát thôi hát đi hát gì hát bài mới đi làm gì có bài mới ở trường nhắc đầu nè bé bé trường phải được trường à hello cô anh Tuấn ơi đại ca ơi nhớ anh quá Hoàng Tuyên à, rất là xin lỗi mọi người khi mà Tuấn chưa quen đến việc là lúc nào đi đâu còn máy quay đi theo. Hát thôi, hát bài bài nằm mơ giữa ban ngày đấy. Không nhưng mà vẫn chưa có ai coi nên từ từ hát. Thôi. Hát đi ăn kìa. Giờ phải vừa cắt tóc vừa hát. Mọi người thả tim nhiều vào thì bạn ấy mới hát. Đến lâu chưa? Dạ, con tới lâu rồi bố. Giờ con đang live stream không hẳn quá à. Trong tối quay qua nữa, bạn con chưa được áo. Ôi bố, chú hả? Bố chú có không? Có ba. Mai Tuấn có đi coi live show không? Live show phải sống thắm. Kiểu nhỏ mặt nước mạng liền. Đen rồi. Tôi lấy cái thằng quầy ăn. Hát bài gì cũng được. Mặc dầu chỉ là chỉ hát thôi. Không ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâu. Chỉ là cuộc sống mọi miền thân thành cơn đau. Không ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâu. Chỉ muốn ông bà không như đứa trẻ. Mọi người có thể yêu cầu bài hát, bạn ấy sẽ hát hết. Người xin cái nhỏ. Mọi người hãy yêu cầu bài hát đi, bạn ấy sẽ hát hết. Bạn ấy có những bài mới chưa tung nhưng mà hôm nay bạn ấy sẽ hát hết luôn. Bạn nào đây là hiện tại là Tuấn đang trong quá trình thay đổi phong cách. Anh Tuấn. Đây là quả đầu sau khi anh được hết làm xong của ép du luôn rất là đẹp. Cậu biết ép du không? Cậu biết ép du không? Sắp tới là tôi sẽ có những dự án về âm nhạc mới. Thôi đừng xạo đừng bán mai quá. Bớt giọng xin gấu. Bớt đi. Bớt giọng xin gấu giống chị đâu. Bớt kìa anh Khang Cu khen Tuấn đẹp kìa. Chắc không đẹp kìa. Hãy chào anh Khang Cu coi. Tuấn chào anh rồi kìa. Ủa mọi người anh phải thả tim nhiều cho coi. Mai thả tim hết ấy nhờ. Không thả tim thì tao mà đủ sức để bạn gây sống ảo nhờ. Sau khi cắt tóc xong thì bây giờ là chuẩn bị là phải thay đổi cái cả màu tóc của Tuấn luôn. Nói chứ kẹt kẹt giùm em cái cục sạc iPhone. Cực đấy. Coi có cục sạc iPhone không? Chỉ có cục sạc iPhone không? Này, ở đây. Ủa em đang livestream em hết pin hả? Ủa mà sao có 14 người xem giờ anh tưởng phải có em hot lắm chứ. Anh 15 người rồi nè. Vào đi. Chúc mừng sinh nhật lần thứ tư của nhà mình. Thực ra là 4 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng mà nó cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn nữa. Và có lẽ trong 4 năm đấy thì tất cả chúng mình cũng đã hiểu nhau là như thế nào rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh Tuấn, động viên Tuấn, ủng hộ, giúp đỡ và ở bên cạnh Tuấn những lúc mà Tuấn gặp khó khăn nhất. Vẫn luôn luôn theo dõi trên con đường của Tuấn và
hy vọng là sẽ có thêm nhiều những lần sinh nhật tiếp theo nữa, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 8, 9, 10 và rất nhiều lần sau nữa. Và Bùi Tuấn luôn luôn hy vọng là sẽ được đồng hành cùng với mọi người trên cái đường sắp tới. Bùi Tuấn đây, tất cả mọi người.